Mới đây, CEO Min Hee-jin đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp vào lúc 13 giờ chiều nay, theo giờ Việt Nam, và phản hồi những cáo buộc của Hybe sau khi bị tập đoàn công bố loạt bằng chứng liên quan đến việc âm mưu phản bội tập đoàn. Được biết, trong sáng cùng ngày, Hybe thông báo sẽ tiến hành khởi kiện Min Hee-jin và ban lãnh đạo Ador. Chiều ngày 25 tháng 4, công ty Ador tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông nhằm công bố những quan điểm chính thức về xung đột với tập đoàn Hybe. Bên cạnh luật sư và đại diện của Ador, CEO Min Hee-jin cũng có mặt. Cô xuất hiện trong trạng thái tiều tụy, trang phục lộn thộn, thân sắc kém tươi tắn, có phần mệt mỏi và liên tục ôm đầu vì sợ ánh flash, đích thân giải đáp những điều mà công chúng thắc mắc suốt những ngày qua. Ngay khi có mặt tại sự kiện, Min Hee-jin đã lần lượt giải đáp những vấn đề liên quan đến cuộc đấu tố giữa cô và tập đoàn Hybe. Cô liền thể hiện sự khó chịu và yêu cầu phóng viên không được chụp ảnh vì mình không phải nghệ sĩ. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, Min Hee-jin gây sốc với phát ngôn Hybe lấy New Jean làm con tin để gây sức ép cho cô trong cuộc xung đột này. Danh dự của tôi rất quan trọng đối với tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm nếu tôi không nhận được cổ phiếu và bị đuổi khỏi Hybe. Hybe đã đe dọa tôi ngay từ đầu bằng cách bắt mấy đứa nhóc New Jean làm con tin. Tôi bị ràng buộc với Hybe bằng hợp đồng cổ đông, tôi nên làm gì đây? Giám đốc Hybe Park Ji-won đã nói với tôi, nếu cô thấy dòng này, hãy tự kiểm điểm đi. Min Hee-jin cũng nói, CEO Park Ji-won, anh ta giả vờ thân thiết với tôi và bảo tôi chỉ tin tưởng anh ta thôi, nhưng sau đó anh ta lại đến gặp chủ tịch Bang Si-hyuk và nói mấy câu chuyện kỳ lạ. Min Hee-jin nói tiếp, mọi người có biết câu chuyện về đứa con và Solomon không? Người mẹ thực sự không làm hại con mình, New Jean sắp comeback rồi, kiểm toán gì cơ chứ? Tôi làm gì sai đến thế mà phải bị tấn công bất ngờ như vậy? Họ không tìm thấy gì trên thẻ tín dụng của công ty nên mới phải nói về mấy chuyện pháp sư kỳ lạ chứ gì. Min Hee-jin liên tục bày tỏ sự bất mãn với Hybe, chỉ trích từ chủ tịch Bang Si-hyuk cho đến CEO Park Ji-won, nói rằng tập đoàn đã phản bội và hủy hoại mình dù cô đã làm việc vô cùng chăm chỉ, tạo nên thành công lớn mang tính lịch sử trong ngành công nghiệp giải trí và trách móc Hybe đã sử dụng New Jean để gây sức ép cho cô trong cuộc xung đột này. Sự việc làm dấy lên nhiều lo ngại về đứa con bị đưa lên đầu cuộc chiến gia tộc New Jean, đặc biệt trong bối cảnh nhóm chuẩn bị comeback vào tháng 5 tới. Trước tình hình đó, Hybe khẳng định sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho các thành viên và hỗ trợ màn comeback của nhóm. Hybe cũng dự tính sẽ gặp mặt đại diện pháp lý của các thành viên sớm nhất có thể để cùng thảo luận các phương án trong tương lai. Ngoài ra, nữ CEO J-Source Music không định hình thương hiệu tốt, sốc trước sự ra mắt của Lee Se-ja phim và tiết lộ thành lập Ador do fan BTS ghen tị. Chưa dừng lại ở đó, trước buổi họp báo vài phút, Hybe gây sốc khi công bố việc Min Hee-jin đã gặp pháp sư sử dụng bùa phép nhắm vào các giám đốc điều hành của tập đoàn. Đặc biệt, Min Hee-jin cũng hỏi pháp sư về việc tham gia nghĩa vụ quân sự của BTS. Về điều này, nữ CEO thừa nhận. Cụ thể, Min Hee-jin nói cô muốn đẩy mạnh quảng bá cho New Jean trong thời điểm không có át chủ bài BTS. Với tư cách như một người mẹ của New Jean, tôi chỉ muốn hỏi về chuyện nhập ngũ của BTS. Tôi chán ngấy Hybe rồi nên tôi nghĩ New Jean sẽ hoạt động tốt hơn nếu không có BTS. Tôi sẽ khởi kiện vụ này vì đó chỉ là một người quen của tôi mà thôi. Cuối cùng, CEO Min Hee-jin sẵn sàng đối mặt với việc bị đuổi khỏi tập đoàn Hybe. Tuy nhiên, cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm khi có thể công khai mọi chuyện trước truyền thông cũng như công chúng. Họp báo chính thức khép lại sau hơn 2 tiếng. Ngay sau khi Min Hee-jin kết thúc buổi họp báo, cổ phiếu Hybe đã tăng trở lại. Đây là đợt tăng đầu tiên sau 2 ngày giảm sâu vì drama đấu tố nội bộ.